Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù sớm hơn dự kiến. Trước đó, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước tỉnh Bình Dương, dự kiến bà sẽ chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Theo nguồn tin nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người trái quy định của pháp luật ngày 18 tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng đề nghị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre về hai tội danh gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị can Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes-Benz, ba bộ gậy gốp hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot Speak Marine, Breguet Playpen. 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 440.000 đô la Mỹ, hơn 1,7 tỷ đồng, 9 điện thoại di động, một đồng hồ để bàn Patek Philippe, hai đồng hồ để bàn có chữ Credan, Hermen cùng một số tài sản khác. Ngoài ra, công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình trên 99 9,99%. Theo cáo trạng từ năm 2019 đến năm 2021, ông Thọ đã nhận hối lộ 600.000 đô la Mỹ, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh. Cụ thể, trong quá trình xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho xuyên Việt Oi, ông Thọ hai lần nhận tổng 600.000 đô la Mỹ của nữ giám đốc. Ngoài ra trong các dịp lễ Tết sinh nhật với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ Hạnh cũng tặng ông Thọ 470.000 đô la Mỹ và một đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, về những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ. Dù vậy, với tiền và tài sản ông Thọ nhận của Hạnh, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có. Cựu bí thư Bến Tre bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội hai lần trở lên theo điểm G khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được nhiều tổ chức cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt, vì vậy được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Hôm nay ngày 19 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã giả soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên phong tòa. Các bị cáo và gia đình đã phối hợp tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả. C03 đã kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1, kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản nếu có đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, nguyên giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc công ty SPG. Kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2 xác định ba cá nhân đã chết là Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã giả soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của ba cá nhân này. Đối với Nguyễn Phương Hồng đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét đã thu giữ bản chính một giấy chứng nhận đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại số 9 Nguyễn Khoái, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại SCB. Qua làm việc, người nhà của Nguyễn Phương Hồng đã có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Đối với Nguyễn Tiến Thành đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần công ty chứng khoán TVSI, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong hai tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành mở tại SCB. Qua làm việc, người nhà của ông Thành đã có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Đối với Nguyễn Ngọc Dương đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong ba tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỷ đồng trong các tài khoản của con trai ông Dương mở tại SCB. Ngoài ra, sau khi ông Dương chết, Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác. Quá trình làm việc, Người nhà của ông Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối phó với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản trên theo quy định. <laughs> Ngày 18 tháng 9, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội vi phạm về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên từ năm 2013 cho đến năm 2019, với 22 cựu cán bộ công chức. Trong ngày xét xử đầu tiên, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch đọc cáo trạng và tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã truy tố 22 bị can là cựu cán bộ công chức ở thị xã Đông Hòa về các tội vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Võ Ngọc Hòa và Lê Tấn Thảo, nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, Nguyễn Huỳnh Thị Dung, Lê Bá Hùng Nguyễn Văn Tiên, Huỳnh Tấn Phước, nguyên công chức phòng tài nguyên và môi trường thị xã Đông Hòa bị truy tố về tội vi phạm về quản lý đất đai. Riêng đối với bị cáo Lưu Hạnh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can còn lại bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng kết luận, từ năm 2013 đến năm 2019, các cán bộ có chức vụ quyền hạn trong cơ quan chính quyền và cơ quan chuyên môn ở thị xã Đông Hòa nêu trên vì có động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ được giao trong giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, dẫn đến việc ký 1.156 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất lúa sang đất ở trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm là 308.175,8 m2 có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền là hơn 432 tỷ đồng. Ký cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm gần 12.000 m2 gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Các hành vi sai phạm trên của các bị cáo đã làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Đông Hòa, gây mất uy tín, lòng tin của nhân dân vào hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Theo thẩm phán Võ Nguyên Tùng, Phó Tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, dự kiến phiên tòa sẽ xét xử từ nay đến hết ngày 20 tháng 9.